Đây là một cặp Altis 1.8 số tự động, mới có 14.000 cây, hai xe có 14.000 mấy trăm cây, sản xuất 2021 nha. Ở đây là bạn Altis 2.0 cùng cái rẹp, bạn này thì mình có đưa lên sóng rồi nhưng do nó đi cái rẹp Altis để cho các bạn dễ chọn lựa. Và đây chiếc này còn chạy chùa chưa, mới về chưa rửa, các bạn nhìn nó dơ vậy chứ rửa lên đẹp lắm này. Yaris 1.5 bản G nhập Thái Lan 2019. Cuối 2019 22.000 cây số một. Đây là bạn Camry 2.5Q, một đời chủ 2014 nha. Vios mới vừa lấy tức thời. Vios 2018. Xe này thì thực sự là giá cũng mềm lắm nhưng mà chỉ trên 300 thôi. Xin chào các bạn lại quay trở lại với kênh của Hiền Toyota ha. Hôm nay cuối tuần, rất tình cờ ngày hôm nay lại về một loạt xe 4 chỗ không, mà toàn xe đẹp ha. Một cặp Altis 1.8 số tự động, mới 14.000 cây số thôi. Yaris 2019 mới có 22.000 cây số, nhập Thái Lan, sản xuất 2019, nhập về cuối 2019 luôn. Camry 2014 2.5Q giá rất mềm mại cho những bạn yêu thích Camry. Và một chiếc Vios chỉ 300 mấy thôi, rất đẹp. Chúng ta cùng đi xem là các bạn phù hợp với xe nào. Đây là một cặp Altis 1.8 số tự động, mới có 14.000 cây, hai xe có 14.000 mấy trăm cây, sản xuất 2021 nha. Cuối 2021 luôn. Chiếc này là 1.8 nè, các bạn nhìn rất là keng. Một cặp luôn ha. Đó, cabo nè. Xe này đâu đó có dặm thôi chứ còn bảo đảm với các bạn là không có lỗi ha. Không có mất phân chỉ nào, chỉ là dặm tốt. Đây, nội thất này là nội thất đen nè, đẹp lắm. 1.8G nha. 1.8G bản full thì nó có chìa khóa thông minh nè, gập gương nè, rồi ru control đầy đủ ha, chìa khóa thông minh bản full G. 21.000 cây số, 14.000 cây số thì như mới rồi. Nội thất các bạn coi còn như mới nè. Đó. Đây. Sàn siết còn mới nè. Tất cả còn như mới nè. Đó. 1.8 bản G, bản này là bản cao cấp ha. G. Đây, gió sư cua chưa lăn nhé. Đây mà, gió sư cua chưa chạm đất. Rồi. Bạn đây là bản 1.8G. Giá bạn này là 610 triệu. Điện Bình Dương. Để coi cái máy nè. Đây, máy rất đẹp. Như mới nè. 610 triệu ha. Đó. Keo chỉ còn zin hết ha. Thì nói là chỉ đâu đó có dặm tút thôi, còn ngoài ra keo chỉ là phải zin hết. 610 triệu. Nhưng các bạn thấy ở đây cũng cùng đời, cũng km giống nhau, bạn này rẻ hơn tại vì bạn này là bản E. Bản E chìa khóa nha, không có chìa khóa thông minh. Bạn này cũng 14.000 km, nước sơn zin còn 99%, rất cũng rất đẹp đây các bạn. Nội thất bạn này nội thất kem. Để chúng ta coi nội thất khác nhau. Đó. Ghế thì cũng ghế chỉnh điện rồi nè. Không có ru đây cũng chìa khóa thông minh nè. Cũng chìa thông minh. Đó, nhưng bản này là bản E nha. Bản kia là bản G. Cũng 1.8 số tự động, 14.000 cây số. Chất bạn này thì đẹp hơn. Chất này này ít dặm hơn, rất là đẹp luôn. Xe bạn này lên đổi Camry nên là chất đẹp lắm. Các bạn yên tâm ha. Chúng ta coi nè. Giá rẻ hơn được mười mấy triệu ha, mười mấy hai chục triệu. Mâm có khác không? Chúng ta nhìn so sánh thử nha. Bản G với bản E khác nhau gì? Đó. Các bạn nhìn phía trước hoàn toàn giống nhau. Đèn có khác nè. Cặp đèn này khác nè, dãy led này khác. Led này khác ha. Đây, máy cũng đều là Dio VVTi, máy như nhau cả. Máy này còn mới choang à, sáng choang luôn. Rất đẹp luôn.
Bài này mới hôm trước mình bán cho khách xong lên đổi lại Camry, bù thêm chút xíu tiền lấy Camry. Ai thích nội thất đen thì lấy bản G bên đây, ai thích nội thất kem thì lấy bạn này, 598 triệu ha. 2021 luôn, mới có 14.000 cây số. Bao km ha, bao không lỗi, chỉ có là trì trụ dặm thôi. Ở đây là bạn Antique 2.0 cùng cái rẹp. Bạn này thì mình có đưa lên sóng rồi, nhưng do nó đi cái rẹp Antique để cho các bạn dễ chọn lựa. Thì đây là 2.0. 2.0 thì các bạn thấy là nội thất đây, nội thất cũng màu đen, có lấy thể thao. 2.0 có lấy thể thao trên đây ha. Và ghế thì tất cả các ghế đều chỉnh điện nè. Bạn này thì 90.000 cây số, 520 triệu. Bản 2.0 thì đi mạnh mẽ hơn. Chúng ta coi máy nè, 2.0 màu trắng, có đủ màu lựa, ba chiếc anh tiết cho các bạn chọn lựa. Đây, máy cũng Duo VVTi rồi, 520 triệu thôi. 2.0 thì đi nó mạnh mẽ hơn ha. Bạn nào thích mạnh mẽ mà thích giá thành thấp thì các bạn chọn bạn này. Bạn này là 2017 nha, 2.0 2017 rồi. Audio 90.000 cây số, biển biển tỉnh, à đây là biển Bình Phước nè, cái bạn này là biển Tấm Ba nè, và bạn này là biển Đồng Nai. Các bạn ở tỉnh nào các bạn chọn xe theo ý thích mình ha. Đó, và đây chiếc này còn chạy trội, chưa mới về, chưa rửa, các bạn nhìn nó dơ vậy chứ rửa lên đẹp lắm nè. Yaris 1.5 bản G nhập Thái Lan 2019. Cuối 2019 22.000 cây số một. Các bạn coi đây. Một chủ hay hai chủ ha? Hai chủ hả? Bữa mua mới có mấy ngàn cây, bây giờ bán lại. Đó. Đây, đổi mẫu mới thôi. 22.000 cây, 22.000 km nha. Chất đúng chất, 22.000 km, rất đẹp, nội thất kem, xe nhập Thái, 498 triệu, 2019. Đây. Hôm trước mấy bạn Yaris cũng bán hết rồi. Hôm trước là sản xuất 18, đăng ký 19, còn bạn này là sản xuất 2019 luôn, nhập Thái Lan. 22.000 cây, km chạy ít. Chất xe rất đẹp, nước sơn zin còn nhiều. Đây. Coi nè, vỏ sơ cua chưa lăn ha, đẹp lắm. 498 triệu một chiếc xe nhỏ nhỏ. Những cái form như vậy các bạn đi tìm giờ không có, hết sản xuất rồi. Tiếp theo đây là một bạn Camry. Camry này dành cho những bạn nào yêu thích Camry 2.5Q mà giá tiền vừa vừa, tại giá khoảng còn 4-500 thì các bạn lấy những cái Camry 2014 như thế này đi rất là ổn và lại bền ha. Đây là bạn Camry 2.5Q, một đời chủ 2014 nha. Chạy đâu đó 110.000 km, các bạn coi nội thất đây. Xe này mới rửa xong, chắc là phải vừa vệ sinh nội thất đi ha, hơi dơ. Xe này là 110.000 km nha các bạn. Đó. Biển Sài Gòn, một đời chủ. Hồi lúc Camry zin á, thời đó thì chưa có camera yeah. Màn hình thì cũng đầy đủ các chức năng rồi. Thiếu camera yeah thì mình sẽ gắn thêm ha, tại vì khách này mua còn để nguyên zin luôn. Không có trang bị gì thêm theo xe hết. Là táp lô còn đẹp. Rồi, vô lăng có vết dính xương á, cái đó dính xương chứ không phải chày. Mà chùi nó không ra. Rồi đó. Rồi, chúng ta coi máy nè. 2.5Q đi bền lắm, đủ option, một chiếc xe rộng rãi. Đây các bạn. 2.0 mà 2014 bữa nay các bạn mua cũng phải là 47-48. Này 2.5Q vậy thêm có khoảng giá đang để là 520 ha. Thêm đâu có 30-40 triệu nữa được, dòng Q đi khá là mạnh mẽ và đẹp. Đó. Phía sau đẹp lắm nè, ghế sau đây. Cái này hôm trước về có chạy chùa mình dặm lại hết rồi. Đây. Ghế sau đây. Phía sau có chỉnh điện nè. Rèm điện nè. Đó. Cái này là rèm điện nè. Điều hòa nhiệt độ phía sau, âm thanh phía sau. Lấy đồ ở trong xe ra cũng rất là thuận tiện ha. Đó. Các
các bạn cứ lên coi, rồi cần thêm cái gì điều chỉnh cái gì đó mình sẽ hỗ trợ các bạn. 250 quy, 520 triệu thôi, rất đẹp. Một chủ nha, xe này một đời chủ. Tiếp theo đây là bạn này là Vios hả? Vios mới vừa lấy tức thời, Vios 2018. Xe này thì thực sự là giá cũng mềm lắm, nhưng mà chỉ trên 300 thôi, nhưng mà có hứa với một người rồi. Khi nào các bạn đó thứ hai lên mà không lấy xe thì mình mới bán lại cho các bạn ha. Rồi, hôm nay mình quay 2, 4, 6 xe 4 chỗ. Và chủ đề là xe 4 chỗ thôi. Mà 4 chỗ trong đây thì còn Camry, còn để xem nào, hôm nay mình bán Camry 2019 rồi, còn Camry 2021 và Camry 2022 xăng điện. Các bạn cứ quan tâm xe 4 chỗ và Camry thì gọi cho Hiền ha. Hiền quay tại cửa hàng Hiền Toyota Phạm Hùng, 21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Tất cả các xe ở đây đều làm trả góp ngân hàng được. Bạn nào thích vay ngân hàng hoặc là đổi xe hoặc như thế nào, các bạn cứ lên và coi xe và cùng trao đổi ha. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ngày mai.